Các bạn thân mến, đây là chiếc máy Honda sử dụng xăng mà tôi có trách nhiệm phải phục hồi em nó. Không hiểu sao thì cái máy Honda này thì nó lại có cái chữ, dòng chữ này. Dòng chữ này có nghĩa là nó nói rằng là đây là tinh dầu. Rồi Honda, tôi tin tưởng rằng đây là chắc là người dùng dán vào, chứ thực tế ra Honda nó không có cái mạc này. Đó. Này, tinh dầu. Nhưng mà cũng không có ý nghĩa gì hết à. Mà cái máy này máy xài xăng nha các bạn. Đó. Đó. Mà cái đọc cái chữ này dịch cho tiếng Việt là nó là tinh dầu. Thấy không ạ? Đây chúng ta coi cái mạc của cái Honda. Cái loại Honda này thì nó là G300, Honda G300. Đó, cũng rất là lạ bởi vì nhiều cái loại máy là GX1600 rồi GX2000 rồi GX630. Thế chứ chưa thấy cái loại mà GX mà 300 như thế này. G0 á, G300, Honda G300. Cái loại máy này là loại máy là đặc biệt là sản xuất ở bên Nhật thôi, sử dụng bên Nhật thôi chứ không phải các nước Đông Nam Á, và nó cũng rất ít bán trên thị trường. Đây. Thứ nhất là nếu như mà nó là 7 ngựa đó các bạn, nếu như mà chạy 7 ngựa thì nó ở vòng tua là 4.000 vòng phút. Đây, nó rõ ràng ha. Nếu mà chạy ở 7 ngựa thì là vòng tua là 4.000 phút. Còn đây thì nếu mà chạy ở 5,8 ngựa thì nó là 3.600 vòng phút. Đó. Còn cái hàng chữ Nhật này thì mình nó bị lu rồi, mình cũng không thể dịch được. Nhưng mà nó chạy hết 1,2 lít xăng trên 1 giờ. Đó, là như vậy đó. Có nghĩa là cái máy này là máy 7 ngựa chạy hết 1,2 lít xăng trên 1 giờ. Đó. Còn nó sản xuất là năm bao nhiêu cũng không đọc được. Nói chung là cái máy thương hiệu là của Honda thì chúng ta cũng khỏi lo nghĩ về chất lượng. Bởi vì nó là đẳng cấp toàn cầu rồi. Đấy. Thế rồi đây cái chữ này thì nó gọi là mênh mông, dịch cho tiếng Việt là mênh mông. Đây chắc là người sử dụng người ta dán vô thôi chứ thực tế làm gì có cái mạc gì mà nó... đúng là người sử dụng dán vô thôi. Thế cho nên là chúng ta chỉ có chú ý ở cái tem được in... in chìm ở trên cái thân cái máy Honda này. Đó. Hàng chữ Nhật này ha các bạn. Đó. G300. Honda G300. Đó. Đây. Nó lại dán cái mạc rất là kỳ cục. Có nghĩa là cái mạc này thì chắc là người sử dụng người ta dán vô chứ làm gì có cái loại mà nào mà cái máy này máy nó lại có cái mạc kỳ cục vậy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cái mạc này các bạn, tinh dầu. Máy mình máy xăng xăng mà nó lại ghi là tinh dầu. Đó. Đây. Đây là cái hệ thống nhớt nó lại chìa ra ngoài như vậy này. Đó, nó chìa ra ngoài này. Đổ nhớt đó các bạn, đây là cái cần đổ nhớt đó. Châm nhớt đó, nghĩa là đổ nhớt vô. Đây là cái ống xả của nó còn rất là mới, chỉ có bị lý hóa nằm ngoài bãi thôi, nó còn nguyên cả lưới bảo vệ của cái ống xả này hay các bạn. Duy nhất là có cái hệ thống boe này thì bị hư rồi đó. Đó, phải thay cái boe khác. Hệ thống xả nó đây. Đây bu ly vẫn còn nguyên. Đó, đây bu ly vẫn còn nguyên đây. Đó. Bất kể cái máy nào mà lấy về thì tôi đều kiểm tra lửa và hơi. Đó. Có nghĩa là quay thì mình thấy là hơi còn tốt. Ha. Và lửa, có lửa là mình mới lấy.
Và đây là lại có một cái mạc dán nữa này, rộng mênh mông. Đó, đây là rõ ràng này là người sử dụng người ta dán vô rồi, chứ không phải là nguyên thủy của Honda. Đây các bạn thấy đó. Và cái máy Honda này thì nó đánh lửa bằng IC, đời mới mà, chứ không phải là đánh lửa bằng mặc vít như những cái loại máy cổ xưa. Đó, đây đây là cái bộ phận IC. À, đó, đánh lửa đó. Chứ không phải như những cái máy đánh lửa bằng mặc vít thế. Ừ. Đây đúng của Honda đó. Cái loại máy này thì 7 ngựa, nếu như chạy ở cái tốc độ mà 7 ngựa thì nó sẽ là 4.000 vòng phút. Thế còn chạy ở cái chế độ mà 5 ngựa 8 thì là 3.600 vòng phút. Có chỉ đây, trên con nó có chỉ đây. Nó là máy diện chung, xài ở những cái ghe rất là tốt, ghe đi câu cá đó các bạn. Đây là có cái hệ thống tăng ga ha. Đó. Cái này thì coi cái 7 ngựa này thì nó xài hết là 1,2 lít đây này, 1,2 lít trên giờ này, đây nó ghi rõ ràng ha, 1,2 lít xăng trên 1 giờ. Đấy. Đó, mấy chữ Nhật lòng hoằng vậy đó. À, chữ tiếng Anh thì nhiều khi có chữ mình còn đọc được, chứ tiếng Nhật thì mình thua. Mình chỉ có thể là mà dịch ra theo kinh nghiệm vậy thôi. Ừ. Đó. Nó còn trên này thì rõ ràng là 7 ngựa là với tốc độ là 4.000 vòng phút và 5,8 ngựa là 3.600 vòng phút. Đó, đây là cái tua nhanh các bạn. À. Sử dụng tua nhanh. Và cốt cốt thẳng, cốt ngay. Có những cái loại máy là cốt xéo nha các bạn. À, có những loại máy là cốt xéo, nó không phải cốt ngay vậy. Nó xéo sang bên này, nó chỉ sử dụng là để như giảm vòng tua đó. À, nhưng mà cái này thì là cốt ngay. Ừ. Có nghĩa là nó sử dụng bánh răng để nó giảm giảm vòng tua. Đó. Hoặc tăng vòng tua, cũng tùy từng nhu cầu sử dụng mà nó sử dụng là cái tua, sử dụng cái bánh răng để thay đổi công. Đó. Cái buji vẫn còn zin của bên Nhật Bản. Nó có rất là nhiều loại buji nha các bạn. Cái loại buji thì nó cũng là căn cứ theo cái mã số ở trên buji để nó báo cho mình biết rằng cái loại buji này chịu nhiệt là bao nhiêu. Đó. Đến một cái video nào đó tôi sẽ xin chia sẻ với các bạn rằng mỗi cái loại buji thì nó chịu được cái mã số chịu nhiệt, cũng y như là Honda chạy của chúng ta cũng vậy. Chúng ta là mua đúng cái chỉ số đó thì máy xài mới bền đó. Thế tuy nhiên là chúng ta cứ thấy là lửa ra là chúng ta lắp vào thì thứ nhất là nhiên liệu cũng bị hao nữa, thứ hai là cũng mau hư cái buji đó. Nó cái độ nóng nó chịu đựng là không đúng á. Ở đây là cái IC đó, nó qua IC đánh lửa lên buji để thấy không các bạn. Đây 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 này đó, đây sợi dây đây ở trong máy nó ra đây. À, nó qua cái bua cái con IC này, IC này cũng zin của nó Honda đây, để chữ Honda này rõ ràng ha. Đó. Nói chung cái máy này thì vẫn còn rất là tốt, lửa tốt và hơi rất là tốt. Đó đây, đó các bạn nghe đó, tôi kiểm tra hơi kiểm tra lửa đó thì tôi mới lấy về, và phải có trách nhiệm là phục hồi. Rất là kỳ lạ cái loại máy này thì cái hệ thống châm nhớt của nó lại chìa ra ngoài. À, đó đây. Đó, bởi vì máy nó thiết kế chắc là riêng dành riêng cho chạy ghe. Đấy. Bởi vì mình ngồi mình đều là điều khiển cái chân vịt đó, thì chúng ta có thể là đổ nhớt ngay vô đây. Đó, truyền sang đây tôi đổ, chứ không phải là đổ sâu ở trong máy này. Tuy nhiên thì nó vẫn có một cái đây,
nó cũng vẫn có một cái phích đổ nhớt nữa. Đấy. Đặc biệt của cái loại máy Honda thì cái chấu kiểm tra nhớt nó lại làm theo kiểu này nha các bạn. Đây, đó, nó lại làm theo kiểu đó chứ hoàn toàn khác với những cái loại máy đầu nổ khác. Đây, rất đặc trưng. Nó có một cái rãnh ở giữa, đó, rất là dễ mở ra kiểm tra. Nhưng mà tôi từ khi lấy về tôi cũng chưa kiểm tra nữa. Không hiểu là đây này, chúng ta có thể chỉ cần cho chỗ này chúng ta vặn ra là được rồi. Đó, vặn ra là được. Thế nhưng mà đây hôm nay thì tôi chỉ review cho các bạn coi là cái loại máy xăng 7 ngựa chạy xăng này hết 1,2 lít xăng trên 1 giờ. Nếu mà dùng riêng cho chạy ghe. Đây. Chạy ghe mà người ta không chạy thẳng mà người ta chạy qua dây Cura nha các bạn. Đây, hệ thống dây Cura này ha. Đó, này. Đó. Đó trên là cái bộ bình xả thì cái ống xả là còn rất mới. Đấy. Chúng ta cũng rất là nhiều mà nhiều video tôi đã chia sẻ các bạn rồi. Đấy. Chúng ta căn cứ vào cái ống xả này chúng ta sẽ đoán được cái tình trạng sử dụng máy của bên Nhật nha các bạn. Đây đó. Thế tuy nhiên nó là máy Honda ấy, thì nó là đẳng cấp rồi. Đấy. Đẳng cấp là mãi mãi, chúng ta cứ nói đến Honda là chúng ta tin tưởng rồi. Dù máy cũ hay máy mới, dùng máy cũ thì giá tiền nó rất là bình dân mà xài 5-10 năm thì không có chi nhê gì hết á. À, rất là tốt, hệ thống đánh lửa tốt, hệ thống lòng piston rồi các cái hệ thống chuyển động vô cùng là hữu hiệu. À, cho nên là Việt Nam chúng ta thì cứ nói đến Honda, máy Honda thì chúng ta đều như là gật đầu. Có mắc hơn chút xíu cũng mua. Đó là hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn là cái máy Honda G300, một cái loại máy chung 7 ngựa, vòng tua là 4.000 vòng, 4.000 vòng trên phút. Đấy. 7 ngựa để dùng để chạy ghe. Đấy, và nó có một lạ lùng chế riêng cho chạy ghe như các bạn đây. Đó, bởi vì nó có một cái hệ thống đổ nhớt là đây, hệ thống đổ nhớt nó chìa ra ngoài vậy. Đấy. Đó, bên Nhật thì cái hãng Honda nó sản xuất thì nó rất là chú trọng đến cái công dụng và những cái đồ nó chế thì là rất thông dụng đối với người sử dụng. Đó. Đó thì hôm nay tôi xin review cho các bạn nghe là cái máy mà Honda G300 7 ngựa, tôi phải có trách nhiệm là phục hồi em nó.